Chào cả nhà mình nha. Đang đến với kênh ẩm thực phố. Và hôm nay thì bà xã có đi chợ mua nửa con gà. Thì em cũng thèm gà nên quay clip gà kho sả. Nguyên liệu và nửa con gà vườn cũng hơi bự cả nhà. Cái gì mà nữa con cũng nhiều lắm. Rồi bà xã ba trái tỏi nãy giờ bà đổ thịt gà vào thì cũng như là làm cho nó săn thịt rồi đó cả nhà. Thử cho săn lại cho thơm mùi tỏi. Xong rồi mình mới nấu lại cả nhà. Thì hôm nay thì gà kho sả thì nguyên liệu cũng đơn giản cả nhà. Đây, bà sẽ cho miếng nước màu vô để nhìn cho nó. Sao bà đã nhiều thế? Nhìn cho cái màu nhìn cho thấy hấp dẫn đó cả nhà. Và thêm một miếng một muỗng ngọt cả nhà, một ngọt muỗng đường. Ví dụ như cả nhà thích ăn vị ngọt thì mình để đường một xíu. Thường thì người miền Tây mình thích ăn ngọt lắm cả nhà, thường thấy nêm gia vị đấy, thường thì gia vị thường thì rất là ngọt. Còn ngoài miền theo em biết đó, thì ngoài miền miền Bắc mà nói thì đấy, cũng những món ăn người ta cũng hạn chế cái phần ngọt lắm. Cái khẩu vị miền Tây của mình làm như ăn hơi ngọt hơn ngoài miền miền Bắc, ngoài miền ngoài ngoài cả nhà. Ở đây là mình đang cho làm cho xào xả cho săn săn lại xíu coi nha, bà ở quốc nguyên bọc luôn quá dữ luôn. Trong thời gian mình xào xả cho săn thì đây mình cũng nấu nấu cho mềm thịt gà. Thay thường thì gà thả vườn thì rất là dai cả nhà. Chung gà 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 đá còn dai nữa cả nhà. Mà cũng ăn thịt cũng ngon lắm nghe cả nhà. Gà vườn là ngon nhất luôn. Mà em đang xào tới xào lui, xào hồi dính cái chảo đang hồi lùi khét ngẹt. Xào để mình hồi mình đổ vô lấy cái vị thơm thơm của sả cả nhà. Vô tình thì làm sả nhiều quá, đổ vô mình nhìn thấy cái nồi sả không mà lỡ rồi chơi luôn. Rồi sau một thời gian quậy quậy xả thì qua đây chở 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 mấy cái miếng gà này cho nó thấm thấm rồi cả nhà. Rồi cái mình đưa qua bên phía bên đổ cái chảo xả vô nữa là xong. Đơn giản cả nhà, món này rất là đơn giản mà cũng dễ nấu. Kho sả hoặc là vịt kho gừng cũng dễ nấu, cũng đơn giản dân dã miền Tây mình. Thì thường thì gà này mình còn làm, nếu mà mồi nhậu mình còn nướng mình chấm cái đậu rồng, chế biến sả nước mắm sả ớt cả nhà ăn rất là ngon. Quả đậu vô hơi hơi nhiều cả nhà, thấy sả không?
đặc biệt khoe bình và đậu ít này cho nước màu nhiều quá. Xả hơi nhiều quá nhỉ. Nhiều làm cho cái nó hơi đặc quá. Theo em làm thì em tính mua cái tép xả em bọc dập em để nấu xong xả nó thấm nó thơm vớt ra bỏ ngang nước, có gì đâu mà mình phải bọc. Nhưng mà tại vì nói là thường thì thấy nấu thường ta bầm nhiều, ví dụ như mình thấy bây giờ thì thay vì chỉ muốn nấu xả cho nó thơm thơm thì mình đập dập mình để cho nó thơm, xong rồi khi mà nó ra nước rồi thì mình bỏ cái phần xác đó. Thì cũng như thường lệ cả nhà, em thích ăn đậu rồng, em mua 8.000 đậu rồng, 2.000 ớt, 4 trái xài, xài thì tí 15.000 này, ngọt em bầm mình chấm chấm cả nhà. Xài này chua dữ lắm như cả nhà. Xài này mà đúng ra là mình ăn miếng mắm đường với miếng đậu cả nhà. Nhìn cái màu là cả nhà biết rồi. Không mình ăn mình ăn được rồi chứ không ăn được chứ thầy một cách cái miếng nó hơi bự cái này trong một bông cắt tép dứt luôn cái thùi luôn. Nói chung thì gà có xả này rau sống mình thích gì mua đó mình ăn cả nhà. Rồi bắt đầu mình ra ngoài mời cả nhà mình cùng ăn nha, thấy cũng hấp dẫn cả nhà. Cắt dở bỏ lên lấy thêm trái dưa leo với còn trái cà với gà thái trái chuối hoàn thành xong.